Wow, hay! Tuyệt vời ông mặt trời! Gọn chân vào Ashley! Chào cũng nhé, anh bạn! Cái quái gì vậy trời? Thể dục dụng cụ cực hay ấy mà! Chẳng gì sánh nổi với huấn luyện viên! Thế này hay hơn nhiều! Không! Thế á? Chứng minh đi! Oh! Hả? Nghiêm túc đấy hả? Gì? Rồi, chiến luôn! Trận đấu này chính thức bắt đầu! Oh yeah! Vậy hãy để tiệc bắt đầu! Kim Chi! Woohoo! Cổ vũ tuyệt vời phải không? Bye các bạn! Hả? Có bị sưng mắt quá không? Chào cả nhà! Hãy luôn tự ủng hộ mình! Này! Đùa mình hay gì vậy trời? Justin đang làm gì đó vậy ta? Cậu ấy nhảy sao? Chân cậu ấy bám chắc trên kìa! Khoan! Hình như cậu ấy tập thể dục dụng cụ! Cậu ấy học bao giờ ta? Mình có ý hay! Chống tay ra sau thôi phải không? Ok, mình hiểu rồi! Yes! Chả hề khó chút nào luôn! Nhà này không chỉ cậu ấy có tài năng! Mình có thể làm rất nhiều thứ! Vẫn đang ngủ say à? Đừng có lo, cậu ấy sẽ dậy ngay! Và bạn có cả một ngày phía trước nữa mà! Trời đã sáng rồi sao? Hả? Kỳ gì thế kia? Không, đừng có lại gần ta! Mẹ ơi, hình như nó đang nhanh hơn! Xin đừng làm hại tôi! Dạ, Justin! Vâng, xin đừng hại tôi! Sao tôi lại làm thế? Ashley? Là cậu sao? Cậu phải nhìn cái mặt cậu! Thành công rồi nha! Cậu sẽ nổi như cuồng cho mà xem! Bye bye! Thế à? Cậu không xong với tớ đâu! Vào việc thôi! Nó tưởng nó thông minh lắm hả? Lại còn ăn cắp điệu nhảy của mình! Không ổn rồi! Nhưng mình xử lý được! Hay quá ha cả nhà! Ồ, Ashley! Xin chào! Hả? Qua đây nào! Được thôi! Thế rốt cuộc là cậu muốn nói chuyện gì? Xem nhé! Một chân qua! Rồi đến chân còn lại! Ta-da! Dễ lắm! Đến cậu! Nghiêm túc hả? Ngủ tớ cũng làm được trò đó! Một chân! Hai chân! Và... Ơ! Hả? Đúng như mình dự đoán! Mong mình to thế sao? Trong lúc cậu ở dưới đó, tôi sẽ vui đùa một xíu 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 nha. Justin! Không! Đừng! Đứng im nào nghe không? Này, ăn miếng trả miếng. Chờ! Cậu không được để tới thế này! Ôi trời! Chưa dậy mà. Nhưng mà không muốn dậy đâu. Trật tự. Thôi đủ lắm rồi nha. Sao không chịu ngưng? Chơi ạ. Trật tự. Đó. Không xin tí nào. Cho mình chẳng giống người sống nữa. Thôi kệ. Lưng tôi. Mình cần một tấm nệm mới. Thật đấy. Hồi mình đang già đi rồi. Duỗi chân tay cho đỡ mỏi nào. Đỡ rồi đấy. Wow. Phòng ngủ của mình đâu? Hả? Mình ở trong rạp hát à? Justin? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Và sao cậu nhìn lồng lộn thế hả? Mới ngủ dậy hả? Cậu không phải người thích buổi sáng nhỉ? Tớ ngược lại, thức dậy là tràn đầy năng lượng. Wow, cậu thật đặc biệt.
Buổi diễn sắp bắt đầu. Bye nhé. Ái, chà chà. Cậu ấy làm gì vậy? Muốn xem điệu nhảy đâu chứ? Cậu ấy yêu fan quá nhỉ? Phải trao cho mọi người thứ mà họ muốn. Boom. Xịt. Dẻo thật. Và chiều ngược lại này. Chuẩn. Có đỉnh không nào? Ấn tượng thật. Đúng vậy, vỗ tay đi cả nhà. Không thể làm được nếu không có các bạn. Hả? Đến cậu. Không đời nào, không. Chẳng vui gì cả. Ồ, Ashley, cậu đã sẵn sàng thực hiện bước nhảy chưa? Ra đây nào. Chào. Khoan đã. Phải điều chỉnh một tí đã. Ok, quẩy lên nào. Chuẩn. Cậu ấy có biết mình đang làm gì không? Ôi trời, mình thấy hơi chóng mặt. Thật là đau đớn. Chủ yếu cho mình. Bây giờ là cái kết hoành tráng. Ông chờ xíu. Cố lên. Con nhỏ dễ gãy cổ mất thôi. Thì sao cả nhà ơi? Này, tệ đến thế thật sao? Làm ơn nói với tôi rằng chỉ là mơ. Cảm ơn trời. Chuyện đó qua rồi. Hả? Không, không thể nào. Justin trở lại sân khấu rồi. Để đâu được tay ta? Hẳn là trong miệng mình rồi. Xịt kem nào. Chút cho bánh. Và chút cho mình. Trời ngon xỉu. Ashley, muốn xem thủ thuật không? Chuẩn bị mà trầm trồ đi bạn ơi. Cậu có chắc không đấy? Vòng lắc thì có gì đặc biệt chứ? Nhìn tớ giữ thăng bằng đây. Ý là thì cũng ấn tượng đấy. Ừ, nhưng chả có gì tớ không làm được. Ờ, phải. Vậy làm tớ xem. Thích thì nhích thôi. Nhấc chân. Ồ, suýt cũng được. Đợi tớ một chút xíu. Wow. Thôi nào. Sao mà khó vậy chứ? Nhìn Justin làm rõ là dễ cơ mà. Cứ thế này đến Tết mất. Gần được. Sẽ được. Ok. Rồi, cậu thắng. Cảm ơn. Quay lại với bánh. Khoe khoang. Ít ra tớ còn có kem tươi nhé. Cậu ấy cứ phải thể hiện vậy à. Cứ nổ nữa đi. Xin mời luôn. Tất nhiên. Ok, sẽ hay ho lắm cho coi. Này Justin. Ăn không? Chờ đã. Nhìn này. Cậu phải ăn theo cách đặc biệt. Cầm lấy và xem đây. Ha! Chúng phóc. Ok, cậu phải để tớ thử. Chỉ cần đập vào tay thôi. Sẵn sàng. Nó đâu rồi? Lạ ghê. Chờ đã, tớ muốn thử một lần nữa. Sẵn sàng và đập. Hả? Đúng là phí thời giờ. Quan, lần ba sẽ trúng cho coi. Lần này chắc chắn tớ làm được. Và đập. Sao kem cứ biến mất là thế nào nhỉ? Mà chờ một chút. Thứ gì lên? Ắt phải xuống. Ôi không. Chuẩn, đúng như mình dự đoán. Tớ hối hận về mọi thứ. Đừng cười, đừng cười. Thấy hài hước lắm hả? Để ôm xem cậu thấy sao nhỉ?
Trời ơi, mong là mình để đồ trong hộp tủ. Mình chìa khóa rồi. Ô này, may mắn ghê. Ơ kìa, cái ba lô dở hơi này, mãi mà không gỡ ra được. Au. Vào đó đừng để chị mày nhìn thấy nữa. Đi cổ vũ nào. Au. Ôi trời ơi, tóc bị kẹt vào hộp tủ mất rồi. Thả ra. Đau chết đi được. Được rồi, cả đội ơi, chúng mình sẽ làm thật hoành tráng. Xin lỗi tôi đến muộn. Không tin nổi là cậu lại đến muộn. Nè, cha cậu nhé. Được rồi, nhảy cổ vũ nào. Come on, tập động tác mới nhé. Yes, tụi mình tập đều thật đấy. Tóc cậu ấy đẹp dã man. Tiếp theo, tăng độ khó lên một chút nhé. Thêm năng lượng nào. Ok, nếu cậu nói thế. Au, tóc cậu ấy đập vào mặt mình. Au. Tóc cậu quay vào mặt tớ đấy. Đừng đập tớ, đừng đập tớ. Phải né sang bên này thôi. Ngã hơi bị đau đấy cô nương ạ. Nhưng nào, tớ có kế hoạch này, xem nhé. Này hai cậu, sao thế? Chúng tớ sẽ giải quyết vấn đề này một lần và mãi mãi. Đó, xong bước 1, giờ tới bước 2. Chỉ cần vài cái dây chun cho phần tiếp theo. Ok, có hai bím tóc rồi. Tiếp theo tớ sẽ tết tóc kiểu mới. Tớ sẽ chia làm đôi và đan vào với nhau như thế này. Cứ làm như tết tóc cho đến khi tới cuối thôi. Đó, xong cả rồi. Vừa gọn gàng vừa xinh hết sảy nha gái. Và tiếp tục nhảy cổ vũ thôi. Woo, cố lên nào. Nào nào, cậu đã sẵn sàng chưa nào? Siêu hào hứng đấy, thực hiện thôi. Và vị trí nằm ngửa nè. Đỡ lấy đầu gối của tớ đi. Ta-da, giữ chắc nhé. Xong, thách mấy cưng đó. Được thôi, trông cũng không khó lắm. Chuyển luôn. Bước 1, nằm ngửa trên đất. Xong, ok cậu ở trên tớ. Sẵn sàng chưa nào? Nắm đầu của tớ chưa? Ok, tụi mình thành công rồi. Nặng quá trời ơi. Được rồi, tính giờ đi. Thật đấy hả? Họ cứ như thế cả mấy tiếng á? Tuyệt, chúng mình đã hoàn thành xuất sắc thử thách. Wow, nơi này lạ quá. Tụi mình lại đấu với nhau à? Nào, hãy nhìn phía sau đi. Dạ. Ủa sao tự nhiên lại có mấy cái này? Liệu hai bạn sẽ thắng được giải nào? Tụi mình lại xem có gì đi. Ok, để xem nào. Đây là một cái rìu cực cháy. Tớ đã nhắm được phần thưởng rồi. Chắc chắn tớ sẽ thắng điện thoại. Cũng không biết nữa, tớ thấy khó quá à. Được rồi. Yes. Ngày xưa tớ làm hoạt náo viên đấy. Ôi không. Sao? Đừng. Khoan đã. Trúng luôn. Rất tốt. Tiếp theo. Em ấy ạ. Nào trên ơi, cố lên. Khoan, mình có cái này còn hay hơn. Ok, xem nè. Chạm đến lon nước ngọt nè. Ủa, không công bằng. Vậy tớ sẽ thử lại. Nè. Chết, hình như hơi cao quá. Đúng rồi đấy. Xem nhé. Mong là bạn thích tranh. Được đấy. Xin mời. Mình ghét đồ chua. Chris. Khổ thân. Có chơi có chịu. Khổ. Khủng khiếp quá đi. Đến cậu. Bẫy chuột sao? Mình nên đá từ cái iPhone chứ. Có khó lắm không nhỉ? Ừ.
Trời đất, đến thật sao? Ủa nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai bạn đã chạm đến ngưỡng cao nhất. Tốt lắm, biết ngay tới làm được mà. Của ta hết, chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Yes, ăn chưa nào? Dĩ nhiên là rau củ. Và còn một hộp nữa nè. Ồ, cậu có mấy cái hộp và dĩa nhỏ xíu kìa. Ừ xinh không, thèm ăn món salad tí hon lắm rồi. Nhưng mà mình phải cần thức ăn đã. Xem lượng thức ăn này có đúng kế hoạch ăn kiêng không. Kiểm tra cà rốt nè. Ủa cái cân này, nhanh lên chứ. Ok, ổn đã. Ngon quá, vừa giòn vừa ngọt. Nhưng củ cà rốt bé xíu xiu. Ôi không, nó xuống thẳng eo mình rồi. Hả? Cậu đang làm gì vậy? Tớ phải tập cho tiêu bớt. Vừa ăn mà, đốt cháy mỡ cậu hiểu không? Gái ơi, ăn thôi mà sao cậu phải khổ vậy cơ chứ? Ủa, cái bao đấm kia ở đâu ra vậy? Tất nhiên tớ mang từ nhà đến rồi. Tập ra mồ hôi quá trời nè. Tất nhiên phải bổ sung nước cho cơ thể. Nước cũng ngon. Làm bài xong rồi, giờ thế mâm mâm thôi. Ôi trời đất, cậu mang thức ăn gì thế kia? Xem nào, ăn gì chứ ta? Gà chiên, burger, coca. Chắc là ăn gà trước đi. Dừng lại. Cậu tỉnh táo lại đi. Đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe đâu. Không được ăn, bỏ hết đi. Ủa, nhưng thế thì trưa nay tớ ăn gì? Đây, ăn cà rốt đi. Nhiều vitamin C lắm đấy. Ngon lắm, nhìn này, tớ ăn cùng với cậu mà. Cà rốt làm sao mà ngon bằng gỏi chiên cơ chứ. Cà rốt ngon hết sảy mà đúng không? Yeah, cà rốt, mình mang quá trời luôn. Còn mỗi một củ trong thùng. Cậu ăn hết chúng á? Cậu thành cà rốt khổng lồ rồi. Tại tớ ăn nhiều quá. Oops. Để xem, thử thách số 2 nè. Sẵn sàng chưa? Nắm lấy khỉu tay tớ, tớ lên đây. Trông cũng dễ đấy chứ. Nắm lấy khỉu tay giống như họ đi. Và giờ tớ phải dẫm lên chân cậu đúng không? Quan, thử chân kia xem. Quan, ok, cậu sẵn sàng chưa? Chơi thôi. Ok, lần thử số 2 nè. Quan, tớ ngã mất. Ok, đổi vị trí xem sao. Wow, họ làm động tác này không tốt lắm nhỉ. Làm dở tệ thì có. Thôi, tụi em xin thua, chịu không làm được. Tuyệt. Vương miện tập thể dục của mình. Phải đeo đúng lại vào đúng dịp. Cảm ơn. Cho người lui. Ôi, tập mệt dã man. Công chúa tập tốt lắm ạ. Nhảy dây là một bài cardio hiệu quả. Và nhảy lên nào. Squat giúp đôi chân và bụng mình khỏe hơn. Trông mình phải thật đẹp trên ngai vàng. Quả cho ta. Đừng quên uống nước thưa công chúa. Thế khỏe cả người. Được rồi, tập cho xong nào. Thế là chẳng có gì nặng bằng mấy cái xô đầy này. Chỉ cần với tới đó. Ước gì mình có ghế để đứng lên. Hôm nay mình thấy nóng hết cả người. Rác ở đâu mà lắm thế? Chẳng khác gì tập gym. Ê, cơ bắp của mình khỏe và chắc ghê. Bạn có hiểu cảm giác tập thể dục dụng cụ không? Hay bạn cổ vũ cho đội thể thao yêu thích ở trường? Dù thế nào cũng nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh nhé!